Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ sáu ngày 15 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động công tác xây dựng Đảng ở cụm thi đua số 4 và tổ chức trung ương. Hiệu quả từ những mô hình nông trại. Lâm Đồng tai nạn giao thông giảm. Chính sách tiền tệ chìa khóa để ổn định kinh tế. Ấm áp sắc màu gốm bản địa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 2 tại thành phố Đà Lạt, cụm thi đua số 4 Hội đồng thi đua khen thưởng ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có ông Nguyễn Xuân Liết, vụ trưởng vụ địa phương 3 Ban tổ chức Trung ương, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện vụ địa phương 3 Ban tổ chức Trung ương và 11 tỉnh thành phố khu vực Nam Trung Bộ đã tham dự hội nghị. Cụm thi đua số 4 ngành tổ chức xây dựng Đảng khu vực Nam Trung Bộ gồm 11 tỉnh thành. Trong năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban tổ chức Trung ương và các tỉnh thành ủy, công tác thi đua tổ chức xây dựng Đảng trong cụm đã nỗ lực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chương trình kế hoạch đề ra, tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng. Trong đó tập trung thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về thực hiện kế hoạch đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, quan tâm củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác đảng viên, công tác tạo nguồn, kết nạp quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác cán bộ, công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ đã được thực hiện, đảm bảo nguyên tắc quy trình công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy định. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bày tỏ sự vui mừng vinh dự khi đón chào các đại biểu về tham dự hội nghị. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là cơ hội để ngành tổ chức xây dựng Đảng các địa phương trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và có sự tương tác để các đơn vị trong cụm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về những kinh nghiệm cách làm của nhiều địa phương trong công tác thi đua tổ chức xây dựng Đảng, nhất là xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động các cơ quan thuộc ngành tổ chức Đảng. Năm 2019, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo, cụm thi đua số 4 tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bám sát nội dung nghị quyết, quy định của Trung ương và kế hoạch thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị. Tập trung rà soát, lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ toàn diện các nội dung. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện chế độ chính sách, trước hết là chính sách tiền lương, nhà ở, chế độ chuyên gia để tạo động lực cho các cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến và thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Dịp này, hội nghị đã bầu Ban tổ chức Tỉnh ủy Long An làm cụm trưởng cụm thi đua số 4 năm 2019. Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng và Ban tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đồng làm cụm phó cụm thi đua. Các địa phương cũng đã ký cam kết thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của cụm đề ra trong năm 2019. Chuyển sang thông tin khác. Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện 14 chương trình cho vay với tổng dư nợ đạt 3.000 tỷ đồng với 99.394 hộ vay. Với 14 chương trình cho vay là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay học sinh, sinh viên, xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã thành lập 147 điểm giao dịch ở các xã nhằm tạo thuận tiện cho người dân khi giao dịch. Việc xây dựng các điểm giao dịch và đẩy mạnh nguồn vốn cho vay nói trên đã giúp các hộ dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Năm 2019, huyện Đạ Oai phấn đấu giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích đạt trên 70 triệu đồng một hecta. Để thực hiện được mục tiêu này, ngành chức năng của địa phương đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện đề án phát triển cây điều bền vững giai đoạn 2015-2020. Phấn đấu đến năm 2019, thực hiện cải tạo giống 733 hecta điều kém hiệu quả. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các giải pháp trồng sen, luân canh cây ngắn ngày để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, gắn với việc quảng bá phát triển thương hiệu sầu riêng Đạ Oai. Phấn đấu năm 2019, thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt trên 2.575 hecta. Triển khai thực hiện hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp, từng bước gắn các sản phẩm nông nghiệp vào công nghiệp chế biến và du lịch để quảng bá sản phẩm. Triển khai phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ
các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó tập trung vào 4 chuỗi giá trị: chuỗi giá trị đối với cây điều, chuỗi giá trị đối với cây sầu riêng, chuỗi giá trị đối với sản xuất trồng dâu nuôi tầm và chuỗi giá trị đối với chăn nuôi bò thịt. Với mục tiêu xây dựng Đà Lạt ngày càng trở nên đẹp hơn, tạo những khoảnh khắc khó quên cho du khách khi đến với Đà Lạt trong dịp Tết Kỷ Hợi, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư tiền của để xây dựng những mô hình du lịch canh nông đặc sắc, tạo ra những sản phẩm riêng có của Đà Lạt. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, xin gửi đến quý vị và các bạn. Đà Lạt từ xưa đã nổi tiếng với nhiều hoa trái đặc sản, tất cả đã tạo nên tên tuổi cho thành phố Đà Lạt, đặc biệt là đối với những du khách khi đến với vùng đất này. Điều làm chị Nguyễn Thị Tâm, du khách thành phố Hồ Chí Minh ấn tượng khi đến với Đà Lạt không chỉ bởi khí hậu trong lành, mát dịu, con người hiền hòa, mến khách, mà còn bởi những món quà đặc sản từ cây trái, rau quả được trồng và chiết xuất ngay tại vườn. Thông thường thì mình hay mua trái cây sấy về làm quà cho người thân ở nhà. Trái cây ở đây là vừa ngon nhưng mà không có quá ngọt, vị ngọt tự nhiên, không có đậm đường. Có thể nói, để có những món quà đặc sản chất lượng làm hài lòng du khách, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến xây dựng mô hình kết hợp này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Thiên nhiên ở phường 11, thành phố Đà Lạt, sau nhiều năm đi vào hoạt động, năm 2018, đơn vị đã tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô với diện tích 1 hectare, được đầu tư bài bản quy mô với những cây trồng, mặt hàng, nông sản như dâu tây, cà chua cherry, cà chua đen, cà chua vàng và artiso. Không chỉ trồng mà nơi đây còn chuyên cung cấp các sản phẩm về nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm đặc sản, nông sản của Đà Lạt. Đây còn là điểm đến du lịch tham quan cho mọi lứa tuổi. Với việc chú trọng đầu tư, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về, nên công ty Đà Lạt Thiên nhiên đón rất nhiều du khách đến tham quan thưởng ngoạn. Tổng thể cái mô hình của mình ở đây đó là một cái khu tổ hợp. Dù rằng là quy mô của nó thì không được to lắm như là một điểm du lịch, nhưng mà cũng đủ để cho khách du lịch và dân địa phương tới tham quan và trải nghiệm tất cả mô hình. Thì nó gồm đầy đủ tất cả các cái mô hình hiện tại của cái mô hình du lịch nông nghiệp rau và hoa của Đà Lạt. Nó gồm vườn dâu, vườn rau, vườn dưa, đồi hoa và tất cả những cái điểm check-in sống ảo mà gần như là đang hot nhất của Đà Lạt hiện nay. Và cộng thêm nữa là tất cả những sản phẩm mà khi mà mình trồng và mình sản xuất ra thì mình sẽ quy tụ xuống dưới, khu vực ở dưới. Một phần là mình bán cho khách du lịch, một phần là các loại rau, hoa và trái cây thì phục vụ cho cái nhà hàng Buffet Rau cho khách tham quan và trải nghiệm và thưởng thức. Điều đáng nói ở đây, những mô hình nông trại du lịch canh nông ấy đã trở thành những điểm lựa chọn du lịch thú vị của du khách khi đến với Đà Lạt. Và đây đang là hướng đi mà nhiều doanh nghiệp ở Đà Lạt hướng tới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì hôm nay tôi đến được cái nông trại này và tôi cảm thấy rất là thích thú. Khi tôi du lịch lên đây cùng với gia đình và hai con nhỏ, thì là vợ chồng tôi cũng như mấy đứa con thì thấy được cái không khí ở đây rất là trong lành. Và cái những đứa con tôi thì được trải nghiệm vào những cái mô hình trồng rau sạch như vậy. Thì các bé rất là thích. Trong nhà kính này thì nó cách ly được những cái sinh vật bên ngoài vào, đặc biệt là những cái con bò rồi đó. Thì cái hiệu quả của cây nó cao hơn và trong này thì không phải phụ thuộc vào thời tiết ngoài trời. Một mùa xuân mới đang về trên khắp phố phường. Với thành phố Đà Lạt, mùa xuân càng trở nên đẹp và quyến rũ hơn. Bởi những người con của vùng đất đỏ Ba Gian ấy luôn biết tìm tòi, mạnh dạn đầu tư, xây dựng mô hình du lịch mới, độc đáo, không chỉ mang lại thu nhập mà còn mở ra triển vọng cho ngành du lịch Lâm Đồng lên một tầm cao mới. Đang trong nỗ lực xây dựng trường chuẩn xanh sạch đẹp, Lâm Đồng tai nạn giao thông giảm là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Với mục tiêu nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện.
Theo đó, từ nay đến năm 2020, huyện Nam Sông phấn đấu 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi nhà trường. Hàng năm có ít nhất 90% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được tuyên truyền phổ biến học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong nhà trường, gia đình và cộng đồng. Có 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Riêng giai đoạn 2021-2025, có ít nhất 95% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. Có 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường. Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng 2 người, 3 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2018, số vụ, số người chết giảm, số người bị thương không tăng, không giảm. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có 3 địa phương xảy ra tai nạn giao thông gồm thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, làm 2 người chết và 3 người bị thương, với các lỗi vi phạm về làn đường, phần đường và vi phạm nồng độ cồn. Đối tượng gây tai nạn chủ yếu là mô tô. Thời gian này toàn tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông, không có tình trạng đua xe trái phép cũng như chống người thi hành công vụ. Song song đó, lực lượng chức năng của Lâm Đồng cũng tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thanh tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 20, quốc lộ 27 qua địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 217 trường hợp, vi phạm tạm giữ 13 mô tô. Theo đánh giá chung, các ngành chức năng, các doanh nghiệp vận tải đã thực hiện tốt các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bản thân người tham gia giao thông đã chấp hành tốt quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đây là tín hiệu đáng mừng để kéo giảm tai nạn giao thông đối với tỉnh Lâm Đồng trong năm 2019. Qua đó phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 217 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 mô tô. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà cho biết hiện nay địa phương đã thu hút được 53 dự án đầu tư với tổng mức kinh phí hơn 2.760 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 1.280. Trong đó, 26 dự án đã hoàn thành toàn bộ và đi vào hoạt động ổn định. 14 dự án đang triển khai xây dựng. 13 dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Trong tổng số 53 dự án, có 1 dự án đầu tư vào khu đô thị mới, trung tâm thương mại thị trấn Tinh Văn, huyện Lâm Hà. Có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, diện tích hơn 33,4 hectare, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Hà Nội làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công trình, với những hạng mục cơ bản như khu trung tâm thương mại, hệ thống đường giao thông, cây xanh, vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải, v.v. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 với diện tích hơn 10.847 m2 đất ở thuộc dự án nói trên và sẽ cấp đợt 2 sau Tết Nguyên đán. Với việc đẩy mạnh, quan tâm thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào địa bàn đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội Lâm Hà phát triển, thay đổi bộ mặt địa phương. Hướng đến kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2019, ngành y tế Lâm Đồng và huyện ủy Lạc Dương vừa tổ chức lễ viếng và dâng hương các liệt sĩ của ngành tại nhà bia tưởng niệm ở khu vực cổng trời, xã Lác, huyện Lạc Dương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt lãng hoa lên nhà bia tưởng niệm và thắp hương. Với tấm lòng thành kính, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các y bác sĩ đã hy sinh khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ chống dịch tại ba xã vùng Đam Rông bị phun rô tấn công vào năm 1980. Nhà bia tưởng niệm đã được cán bộ công chức viên chức của ngành y tế Lâm Đồng đóng góp xây dựng vào năm 2011 tại nơi chính chiến sĩ áo trắng đã hy sinh. Đây là hoạt động về nguồn thường niên của ngành y tế Lâm Đồng, qua đó để nhắc nhớ đội ngũ y bác sĩ của ngành về truyền thống yêu nước, hết mình vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo thống kê của ngành thuế tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt việc đóng góp ngân sách địa phương. Nổi bật là công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy Lado Taxi đã nộp ngân sách nhà nước gần 44 tỷ đồng. Đồng thời đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trên 24,3 tỷ. Với ngành nghề chính là kinh doanh taxi, hiện công ty Đồng Thúy có trên 720 lao động, trong đó có 620 nhân viên kinh doanh taxi với 458 đội xe. Để thực hiện các chính sách đối với người lao động, từ khi đi vào hoạt động đến nay, đơn vị này cũng đã triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, hỗ trợ kinh phí mua xe máy, xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các gia đình nhân viên vượt qua khó khăn. Ngoài ra, tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh,
và đóng góp tích cực các phong trào an sinh ở địa phương. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: chính sách tiền tệ chìa khóa để ổn định kinh tế cả nước, những câu chuyện cảm động sau cuộc chiến. Để triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, sáng nay Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng. Theo biên bản ký kết giữa hai bên, Bộ Tài chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Với hệ thống hơn 12.000 điểm phục vụ tới tận thôn xã, dịch vụ bưu chính công ích có thể là cầu nối tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người dân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Bưu điện Việt Nam cam kết trong quá trình chuyển phát hồ sơ đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin bí mật đến đơn vị tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. Bộ Tài chính kỳ vọng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2019, Chính phủ và Quốc hội chủ trương giảm mục tiêu tăng trưởng GDP xuống còn 6,6 đến 6,8%, trong khi kiên định mục tiêu lạm phát dưới 4% một năm. Chủ trương này cho thấy mục tiêu lớn nhất của năm 2019 vẫn sẽ là ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó chính sách tiền tệ đóng vai trò rất quan trọng. Năm vừa qua, đồng đô la Mỹ đã tăng giá khá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã tạo nên những áp lực rất lớn với thị trường tiền tệ. Và theo các chuyên gia, trong năm nay, vấn đề quan trọng nhất vẫn sẽ là phải đảm bảo sức mạnh của đồng Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động. Vì chúng ta rất sợ, tức là lạm phát nó xuất hiện từ phía tỷ giá hối đoái. Khi mà chúng ta nhập khẩu đầu vào nhân với một tỷ giá cao hơn thì giá cả nó sẽ tăng lên. Trong cái năm 2017 và năm 2018 ấy, chúng ta đã giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô này tương đối tốt. Giá trị đồng tiền Việt Nam mỗi năm nó sụt giảm chỉ 1-2%. Nó đã tạo điều kiện cho ổn định các cái cân đối vĩ mô lớn khác của nền kinh tế. Và đây là một cái điều chúng ta cần phải làm một cách kiên quyết và rốt ráo. Trong một số thời điểm cuối năm 2018, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại cũng đã có lúc lên rất cao với mức khoảng 8%, lãi suất điều hành liên ngân hàng khoảng 4,5%, trong khi lạm phát chỉ khoảng 3,54%. Theo các chuyên gia, việc lãi suất duy trì ở mức cao là một tín hiệu thắt chặt hơn về chính sách tiền tệ giúp kiềm chế lạm phát. Chính sách này có thể sẽ tiếp tục được phát huy trong năm 2019 để đảm bảo mục tiêu lớn nhất này. Chính sách tiền tệ mà đẩy lãi suất xuống thì có thể cái việc đẩy lãi suất đó có thể xem như là nới lỏng chính sách tiền tệ. Và cái việc nới lỏng chính sách tiền tệ có thể nó đi ngược lại với cái mục tiêu chống lạm phát. Theo tôi thì có lẽ trong năm nay lãi suất nên duy trì ở cái mức hiện tại. Bên cạnh những công cụ về tỷ giá và lãi suất, thì việc đảm bảo cung tiền cũng là một vấn đề cần lưu tâm. Năm 2019 thì Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng chỉ khoảng 14%, thấp hơn so với các năm trước đây. Các chuyên gia kỳ vọng động thái này sẽ giúp cho dòng vốn chảy vào đúng các lĩnh vực ưu tiên và giảm rủi ro cho nền kinh tế. Tôi nghĩ là cái xu hướng ổn định tăng trưởng tín dụng như 2018 sẽ tiếp tục trong 2019. Tại vì nền kinh tế Việt Nam hiện nay là đang có một cái chiều hướng tăng trưởng tốt với một cái tốc độ tăng trưởng cho thấy là thâm dụng tín dụng trong mấy năm gần đây là bắt đầu được cải thiện. Ngay từ đầu năm, các chỉ đạo của Chính phủ và chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước đã được ban hành. Trong đó đề cập tới mục tiêu tổng quát của ngành ngân hàng năm 2019 là điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiềm chế lạm phát dưới 4%. Với các công cụ và các cơ sở sẵn có, các chuyên gia cho rằng mục tiêu trên là hoàn toàn có thể thực hiện được. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có nhiều người lính đã mãi mãi nằm lại với mảnh đất biên cương. Những người đồng đội của họ có người may mắn còn khỏe mạnh và cũng có người đã để lại một phần xương máu nơi biên giới, không còn lại lặng nữa. Nhưng tất cả đều chung tâm nguyện phải sống, sống thật tốt, sống thay phần của những người đồng đội đã ngã xuống. Nhiều câu chuyện cảm động về tình đồng chí, đồng đội, tình người của những người lính từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã được ghi nhận. Trở về từ chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, thương binh Vũ Anh Tuấn bị ảnh hưởng thần kinh do sức ép của đạn pháo. Khi trở về đời thường, anh đã không còn nhận ra mẹ mình, nhưng may mắn đã mỉm cười với anh khi cô hàng xóm Đỗ Thị Anh Thư vì cảm mến người lính Vị Xuyên đã tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc anh suốt cuộc đời. Trải qua hơn 25 năm chung sống,
Cho đến bây giờ, chị Thư vẫn chưa quên nổi nỗi vất vả của những ngày đầu về xây dựng tổ ấm với người cựu chiến binh Vũ Anh Tuấn. Tự nhiên nửa đêm thì anh lại kêu, đầu nó cắn nó, xong tim anh ngừng đập. Nói chung là cái cuộc sống những cái năm ấy thì là vất vả, thực sự là vất vả. Có những đêm chị cứ phải theo anh ấy lẽo đẽo đi vòng xung quanh này này. Một hai, 3 giờ sáng mới về đến nhà. Không làm nào được, không gửi anh ấy được về được. Nhưng mà cũng cứ đành phải đi theo như thế, cứ đi theo anh như thế. Trải qua những năm tháng khó khăn nhất, giờ đây gia đình anh Tuấn, chị Thư đã ổn định khi họ có một cuộc sống yên ấm. Cô con gái đầu này đã tốt nghiệp đại học, người con thứ hai cũng đang là sinh viên. Sức khỏe của anh Tuấn cũng khá hơn, dù di chứng của vết thương vẫn hành hạ anh mỗi khi trái gió, trở trời. Anh trai chị, chính anh trai chị cũng động viên chị, cô phải biết chia sẻ với người ta. Chính người ta cũng đã đi bộ đội và người ta hy sinh xương máu và người ta bị như thế là vì đất nước. Thì không biết được là anh trai chị có nói cao siêu quá hay không. Thế nhưng mà cái câu ấy thì lại một lần nữa in vào trong chị. Còn trường hợp gia đình cựu chiến binh Hà Hữu Thân và vợ là Nguyễn Thị Minh Nga lại là một câu chuyện cảm động khác. Khi đó anh Hòa là đại đội trưởng, anh Thân là đại đội phó. Tiến công cao điểm 685, cuộc chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt. C1 tuyển 7 hy sinh rất nhiều, anh Hòa cũng bị thương rất nặng. Anh Thân bế anh Hòa trên tay. Anh Hòa có nói lại với anh Thân cùng cậu liên lạc là: Thân ơi, tôi biết cậu còn trẻ, nói ra là thiệt thòi cho cậu, nhưng tôi còn người vợ trẻ và đứa con thơ, mong cậu khi trở về hãy thay tôi chăm sóc. Các anh ở trong chỉ huy đơn vị thì cũng có một cái là rất là tình cảm đối với gia đình của vợ tôi ở đây. Thì cháu nhỏ thì nó cũng rất quý tôi với ông bà thế. Cho nên là vừa rồi, tức là sau đó là các anh cũng đặt vấn đề thế là xây dựng gia đình để tôi đi kế tiếp nối cái anh mà đã hy sinh rồi. Thế lúc đầu thì với quan điểm chung thì bà vợ tôi cũng ngại, là một hai nữa là ngại mang tiếng. Cũng tránh đấy, nhưng không phải là không tránh đâu. Nhưng mà riêng đối với đơn vị tôi thì các anh cũng rất là nhiệt tình. Thì sau khi họp đảng ủy trung đoàn xong, các anh quyết định để tôi tổ chức xây dựng gia đình. Với sự vun đắp của anh em đồng đội cùng gia đình hai bên, người lính Hà Hữu Thân đã có cơ hội thực hiện lời hứa của mình với người đồng đội đã hy sinh. Người con trai của liệt sĩ Lê Nam Hòa được ông Thân nuôi nấng, chăm sóc, nay đã trưởng thành và có một cuộc sống ổn định. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều những câu chuyện cảm động của những người lính trở về từ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tròn 40 năm về trước. Trải qua lửa đạn, được sống trở về, hơn ai hết, những người lính ấy luôn khao khát một cuộc sống không chỉ cho riêng mình mà còn phải sống cả phần cho những người đồng đội đã hy sinh. Mười năm tháng sống tặng đồng đội tôi yên vui nhé đồng đội ơi. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách Việt đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 ước đạt khoảng 150.000 lượt, tăng trưởng 10% so với kỳ nghỉ Tết 2018. Thống kê từ các công ty du lịch cho thấy, xu hướng khách Việt Nam mua tour du lịch nước ngoài trong các dịp Tết Nguyên đán ngày càng tăng. Tỷ lệ khách mua tour nước ngoài chiếm khoảng 60% so với 40% khách mua tour trong nước. Lượng khách đi du lịch nước ngoài Tết Kỷ Hợi ước đạt 150.000 lượt, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, một số thị trường sụt giảm khách so với Tết trước như Đài Loan, châu Âu, một phần do các vấn đề như bạo động ở Pháp, đánh bom ở Ai Cập, chính sách visa ở Đài Loan đã làm ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay, lưu giữ và truyền nghề làm gốm của vùng đất Đơn Dương, Lâm Đồng. Thưa quý vị, là vùng đất có nhiều ưu đãi của thiên nhiên từ đất nước và của cả những người con có bàn tay tài hoa, Lâm Đồng trở thành nơi có nhiều sản phẩm đặc trưng từ sản vật cho đến những sản phẩm thủ công tinh tế, mang đậm dấu ấn của miền cao nguyên. Gốm là một trong những sản phẩm như thế. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những điều thú vị từ nghề làm gốm truyền thống và hiện đại trên đất Lâm Đồng qua phóng sự sau.
Buổi sáng ở nhà bà Mali, thôn Grand Gò 1, xã Bró, huyện Đơn Dương. Lúc nào cũng rộn ràng tiếng người già, người trẻ và cả con nít bi bô. Tất cả quây quần vui vẻ nhưng lại rất chăm chú vào công việc của mình. Làm gốm, nghề bao đời của làng. Gốm ở đây được làm ra chỉ bằng đất núi, nước và đôi bàn tay của người thợ gốm. Không phụ gia, không khuôn, cũng không lò nung. Những sản phẩm gốm được tạo hình bằng trí tưởng tượng, sự sáng tạo phong phú. Mình lấy đất núi, mình làm. Ban đầu mình lấy đất núi, mà phía trên không lấy, ở dưới mình không lấy, lấy phần nữa thôi. Thì mình theo cái luồng của nó, mình đào chút chút xong rồi về nhà phơi. Phơi xong rồi mình về nhà mình đập nghiền. Rồi mình sàng lấy bột xong rồi là mình lấy nước mình đổ vô rồi nhồi. Nhồi thì có chừng mực của nó. Rồi không có dẻo mà không có cứng. Nung củi phải khô, đất phải khô. Chắc mình bỏ nghề mình thì chắc khổ lắm. Mình để nhớ lại, nên là phục hồi là để dạy cho mấy đứa nhỏ sau này. Bây giờ thì cũng bán được. Người ta cũng đặt nhiều mà làm không kịp nữa. Làng Grand Gò có truyền thống làm gốm từ nhiều đời của người Chu Ru. Nhưng nhiều năm, nghề gốm bị mai một do chưa thể đưa ra rộng rãi trên thị trường mà chỉ dừng lại ở tiêu thụ nội vùng. Nên dần dần, các thế hệ trẻ không mặn mà với nghề. Trăn trở, những người già như bạn Mali đã quyết tâm giữ lại nghề và truyền nghề cho con cháu. Và hôm nay, những mảnh sân đầy ắp tiếng cười, những sản phẩm gốm mới ra đời hàng ngày đã làm Mali vui, con cháu cũng vui. Học để mai mốt mình cũng có tương lai, mình để nối dõi truyền thống của mình. Thích, mình cũng đam mê nhưng mà làm hơi khó, nhưng mà 2-3 bữa thì làm cũng được. Hoa hay là làm nồi lẩu hay làm bình hoa hay làm tàn thuốc gì thì tùy ý của mình. Rồi bà sẽ dạy mình từ từ, mình lên tay của mình rồi nó thành sản phẩm. Không chỉ có gốm thô truyền thống mà nay ở Lâm Đồng còn có những sản phẩm gốm rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là chúng là những sản phẩm gốm gọi là dị hình, được sản xuất tại một doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng ở huyện Đức Trọng. Những sản phẩm này được các nước trên thế giới đặt hàng để dùng trong công nghệ đúc kim loại ở một số ngành đặc trưng. Chúng tôi cũng rất là vui mừng là sản phẩm của chúng tôi là được các nước thị trường rất là khó tính là chấp nhận về cái sản phẩm, và họ là cũng hợp tác lâu dài làm ăn với chúng tôi. Sản phẩm nó đã xuất đi thì nó có tính ổn định và cũng tạo điều kiện cho cán bộ công nhân ở đây là yên tâm công tác và gắn bó với đơn vị. Có lẽ nhiều người sẽ muốn biết vì sao ở Lâm Đồng là nơi duy nhất trong cả nước sản xuất những sản phẩm đặc biệt này. Đó là vì Lâm Đồng có nguồn nguyên liệu đất cao lanh có thể chịu được nhiệt độ lên đến hàng ngàn độ C. Vì vậy, các sản phẩm gốm này đã được ra đời theo cách riêng của nó. Và đây là một trong những niềm tự hào của người thợ gốm. Thì tất cả sản phẩm ra thì ra thế giới thì được công ty với sinh nghiệp tạo điều kiện thì anh em công nhân cũng rất là mừng. Ở đâu, khi nào, trên vùng đất đầy nắng, đầy mưa, đầy sương cũng ẩn chứa những điều thú vị đến từ thiên nhiên và con người nơi đây. Những sản phẩm gốm đã mang lại những sắc màu ấm áp cho mùa xuân mới, trong sự đan xen giữa truyền thống hiện đại, giữa con người tài hoa và thiên nhiên tươi đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.